Tại buổi gặp mặt cung cấp thông tin y tế chiều ngày 27 tháng 6, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam hiện đã có sự xâm nhập của biến chủng BA5 của Omicron. Theo ông Lân, khi một biến chủng mới xâm nhập, chúng ta sẽ đối diện với nguy cơ chúng lấn lướt biến chủng cũ. Tuy nhiên, đây là điều tất yếu khi người dân giao lưu đi lại trong bối cảnh bình thường mới. Qua một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu, biến chủng BA4 và BA5 có khả năng lây lan nhanh hơn BA1 và BA2 trước đó. Tại các nước châu Âu và châu Mỹ, BA4 và BA5 là hai thủ phạm khiến họ đối mặt hàng loạt làn sóng COVID-19 mới. Riêng tại Mỹ, đây là hai biến chủng chiếm hơn 21% ca mắc mới tính đến ngày 11 tháng 6. Vậy, biến chủng BA5 là gì? Chỉ vài tuần sau khi dòng phụ BA2 gây làn sóng gia tăng ca mắc mới trên toàn cầu, hai biến chủng phụ khác của Omicron cũng tiếp tục lây lan ra hàng chục quốc gia. Đây là hai biến chủng được các chuyên gia ở Nam Phi phát hiện vào tháng 1, có khả năng phát tán mạnh hơn BA2. Sau đó, đến đầu tháng 4, nó xuất hiện ở Mỹ và dần chấm ưu thế trong các ca bệnh mới. Nhưng cho đến nay, theo tạp chí Nature, BA4 lẫn BA5 dường như gây ít ca tử vong, nhập viện hơn. Dấu hiệu này cũng cho thấy khả năng miễn dịch ngày càng tăng của con người giúp khắc phục hậu quả tức thì của tình trạng gia tăng ca mắc COVID-19. BA4 và BA5 mang những đột biến độc đáo của riêng chúng chung bám dính vào tế bào vật chủng nhanh hơn, dễ dàng hơn, thậm chí có thể điều chỉnh một số phản ứng miễn dịch. Theo một nghiên cứu hồi tháng 5, phát hiện BA4 và BA5 có chung nguồn gốc với các chủng Omicron trước đó. Song, một phân tích khác chưa được công bố lại cho rằng đây là hai nhánh phụ của BA2. Công trình do các nhà di truyền học tiến hóa Betty Cover và William Pitcher tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, New Mexico, Mỹ thực hiện. Hai nhà khoa học này cũng phát hiện nhiều trình tự bộ gen được phân loại là BA2 trong cơ sở dữ liệu công khai, thực sự là BA4 hoặc BA5. Do đó, giới nghiên cứu có thể đang đánh giá thấp sự gia tăng liên tục của các biến chủng, cũng như sự đa dạng của các đột biến mà chúng sản sinh ra. Vậy, sự xuất hiện của BA5 có nguy hiểm hay không? Lợi thế lây truyền của các biến chủng có thể là kết quả từ những thay đổi sinh học, ví dụ tốc độ lây nhiễm, cho phép virus lây nhiễm sang nhiều người hơn và nhanh hơn. Theo nhà dịch tễ học người Thụy Sĩ, sự gia tăng của BA4 và BA5 dường như bắt nguồn từ khả năng lây nhiễm cho từng người đã có miễn dịch với biến chủng Omicron tiền nhiệm và biến chủng trước đó. Hầu hết quốc gia bên ngoài của châu Á đều có rất ít biện pháp để kiểm soát nCoV. Do đó, sự gia tăng ca mắc BA4 và BA5 là không thể tránh khỏi. Giáo sư Mark Johnson tại Mỹ cho biết, ba biến chủng phụ đều có đột biến để phân biệt chúng với phiên bản Omicron cũ. Điều này cho thấy có sự hội tụ trong cách vượt qua hệ thống miễn dịch của các chủng hậu duệ. Theo giáo sư Paul, tại Đại học Mỹ, những phiên bản Omicron mới hơn có thể vượt qua kháng thể được tạo ra nhờ tiêm vaccine hoặc lần mắc bệnh trước đó. Một số nhóm nghiên cứu ở Đại học Columbia tại Nhật Bản, Nam Phi đã thử nghiệm các kháng thể từ lần nhiễm Omicron trước đó nhằm chống lại BA4 và BA5. Kết quả, cả ba nhóm nghiên cứu đều phát hiện người có kháng thể từ BA1 hoặc BA2 không có khả năng chống lại BA4 và BA5. Điều này đồng nghĩa là họ sẽ bị tái mắc, thậm chí là nhiều lần và trong thời gian ngắn. Cụ thể, giáo sư tiến sĩ Kei Sato tại Đại học Tokyo, Nhật Bản và cộng sự đã phát hiện BA4 và BA5 dễ dàng tái tạo trong tế bào phổi người và gây bệnh nặng hơn cho chuột lang so với BA2. Các phát hiện sơ bộ cho thấy nguy cơ của BA4 và BA5 với sức khỏe toàn cầu có khả năng lớn hơn so với BA2 ban đầu. Theo New York Times Nguyên nhân chính là nCoV đã thành thạo hơn việc tái tạo lại bên trong chính cơ thể con người. Hiện tại, những người bị nhiễm biến chủng Omicron gốc bắt đầu báo cáo về lần mắc COVID-19 thứ hai, thậm chí là thứ ba. Chủng mà họ nhiễm sau đó là biến chủng phụ mới của Omicron như BA2, BA2.1, BA.2.12.1 tại Mỹ hoặc BA4, BA5 ở Nam Phi. Các chuyên gia nhấn mạnh, những người này có thể tiếp tục mắc COVID-19 lần thứ ba hoặc lần thứ tư thậm chí chỉ trong năm nay, không ít bệnh nhân sẽ gặp phải tình trạng triệu chứng kéo dài hàng tháng đến hàng năm không dứt, đó chính là hội chứng hậu covid đang dần phổ biến. Nhà dịch tễ học Juliet tại Đại học Nam Phi cho biết, với tôi có vẻ như đây là tình trạng lâu dài, virus sẽ tiếp tục tiến hóa và ngày càng nhiều người tái đi mắc lại trong nhiều lần trong suốt cuộc đời họ. Một số phương pháp điều trị không hiệu quả. Một nghiên cứu chỉ ra, ngay cả ở những người được tiêm chủng và nhận mũi tăng cường các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn chống lại BA5 và BA4 kém hiệu quả hơn đáng kể so với BA2. Ở thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cho biết, hầu hết các kháng thể được tạo ra hiện nay đã lỗi thời. Hiện tại, chỉ có một phương pháp điều trị do Eli Lilly phát triển được thiết kế đặc biệt nhằm chống lại Omicron và cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị khác như thuốc kháng virus Paxlovid có thể giảm thiểu triệu chứng nghiêm trọng do nhiễm Omicron. BA4 và BA5 lây lan dễ dàng hơn, nhưng hiện các nhà khoa học không rõ chúng có động lực cao hơn, gây bệnh nặng hơn hay không. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cho thấy điều này. Nhiễm Omicron tạo ra phản ứng miễn dịch yếu hơn và có vẻ như nó sẽ nhanh chóng suy yếu so với các biến chủng trước đó. Xét từ góc độ miễn dịch, việc nhiễm biến chủng không có nhiều khả năng bảo vệ, chống lại lây nhiễm chủng khác khiến nguy cơ chúng ta tái mắc sau 3-4 tháng là điều rất dễ xảy ra. Tin tốt trong tình hình hiện nay là hầu hết người tái mắc đều không bị ốm nặng. Ít nhất ở thời điểm này, nCoV vẫn chưa có cách nào vượt qua được hoàn toàn hệ thống miễn dịch. Nhưng điều đáng lo hơn lúc này là mỗi lần mắc COVID-19 đều mang theo nguy cơ gặp di chứng cho người bệnh. Họ phải sống với hàng loạt triệu chứng có thể tồn tại nhiều tháng hoặc nhiều năm. Vẫn còn quá sớm để biết mức độ thường xuyên nhiễm Omicron có dẫn đến hậu COVID-19 hay không, đặc biệt là ở những người đã tiêm phòng. Các chuyên gia khác cho rằng, để bắt kịp với sự phát triển của virus, vaccine COVID-19 nên được cập nhật nhanh hơn thậm chí là phải nhanh hơn vaccine cúm hàng năm. Các nhà virus học tại Viện Nghiên cứu Scripps ở Mỹ chia sẻ, mỗi lần chúng ta nghĩ mình đã vượt qua được đại dịch, đang thắng thế trước virus thì nó lại có những mánh khóe mới. Chúng ta không thể kiểm soát nó bằng cách cho tất cả mắc bệnh và hy vọng điều tốt hơn sẽ đến. Số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lại ở Singapore. Có đến 45% ca nhiễm trong cộng đồng trong tuần qua là do biến thể phụ BA4 và BA5 của biến thể Omicron gây ra. Tỷ lệ này tuần trước là 30%. Hai dòng phụ có khả năng lây lan cao này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào danh sách theo dõi hồi tháng 3 và được coi là biến thể đáng quan ngại ở châu Âu. Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu đã cảnh báo các dòng phụ mới này đang lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác, có thể dẫn tới số ca nhập viện cao hơn nếu trở thành các biến thể chủ đạo trong khu vực. Đồng thời, WHO cảnh báo biến chủng mới có thể làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Vì thế, các nước vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine và giám sát trọng điểm. Tuy nhiên hiện nay, tiêm vaccine vẫn là phương án tối ưu nhất. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới 52,8% số ca tử vong là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. 29,8% đã tiêm mũi 1 hoặc mũi 2 và chỉ có 7,3% là đã tiêm mũi 3. Số liệu này một lần nữa khẳng định, tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại lần 1 là mũi 3 cho những người đã hoàn thành hai mũi tiêm cơ bản. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trên thế giới và trong đó có nghiên cứu của Việt Nam cũng chỉ ra rằng kháng thể SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy, Tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích đối với những người từ 50 tuổi trở lên, những người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch. Về hiệu quả bảo vệ của vaccine, tiến sĩ Vương Anh Dương cho biết, các bằng chứng khoa học cho đến nay đã chỉ ra rằng hiệu quả bảo vệ của vaccine để phòng COVID-19 là trên 50%. Cụ thể, một nghiên cứu gần đây do tạp chí y khoa hàng đầu thế giới công bố cho thấy hiệu quả bảo vệ sau mũi tiêm thứ tư có thể ghi nhận ở cả năm cấp độ của bệnh, bao gồm hiệu quả bảo vệ khỏi mắc bệnh, mắc bệnh có triệu chứng mắc bệnh phải nhập viện mắc bệnh nhập viện thể nặng nguy kịch và mắc bệnh dẫn đến tử vong